Rồi chưa? Vé hoài à. Chân đúng thì không có đường luôn rồi đó. Rồi nó đi xếp ba đông ca luôn đó, mà đòi vé thì xếp ba đông. Hãy subscribe.
ra lưới bao này nữa, đủ thứ. Anh hơi quay cái mặt qua em nè nha. À. Rồi. Dễ rồi hả? Cái này cái gì anh? Cái này cá bóp anh ơi. Ừ. Trời, bỏ ngoài xuống cái lỗ đi. Ở đâu vậy? Sáng mình cho ăn rồi đó. Nó cũng no, giờ này không đúng giờ cho ăn của nó. Lên nó cũng lên đúng không? Ừ. Để nó lên nha. Không lên mấy cái rồi đó. Rồi gỡ lưới hay gì? Không, đang né mà nó thấy chưa. Lưới nó làm gì chơi với anh? Lưới mình chỉ dân mình nuôi cá gì đó. À. Rồi thời gian cái khoảng nữa. Anh nên vũ lấy chân cái lưới cho bộ. Ờ à, làm đi. Ở biển á. Nó ra đầu mình mới qua mình lấy máy xịt. Máy xịt mà xịt rửa xe không giống mày. Biết rồi biết. Ngâm cho nó nở ra đông nó chơi bắt đầu nó khô nó chết xong rồi mình ngâm cho nó nở ra bắt đầu mình mới xịt. Nó mới đi. Chứ còn mình không làm thì xịt nó không đi. Rồi làm tiếp đi cho bộ nha, khui lùm đi. Ờ à, đúng rồi vậy. Rồi, đứng lên đi vô luôn.
kia bắt cua không ta? Sống rồi, nó sống rồi, nó đang đông ống ra trường. Vậy mấy ảnh biết, bữa nay đang quay phim gì mấy ảnh chọi lên hoài. Chứ rồi cũng, anh Lợm cũng phóng xuống dưới rồi, lấy vợt xuống xúc ba bảo hồi dư lên không đó. Bình thường, Lợm quen rồi, Lợm lúc đâu có biết lặn đâu. Giờ nuôi cá Lợm lặn với mình. Chưa, chị cứ để hoài đi, nó tới mười mấy. Mua chiếc xuồng á, treo vô luôn. Thôi anh ơi, xuồng á, anh băng đêm băng hôm anh thấy canh á, nóng canh nó lên gạnh á, nó lên bãi thử chưa. Yeah.
Rồi, 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 cứ ngồi nói chuyện, cứ ngồi nói chuyện. Cho từ ít thôi, cho lần ít thôi. Rồi uống nè. Tự nhiên nó cũng quen cái gì vậy? Quen mà nó không bằng cá. Sao? Có ao hột gì không vậy? Trang chậm chậm thôi nha chị. À, này mình quay phim nên khác mỗi ngày chút nha, cảm ơn chị. Cái hộp đó là gì chị? Cái gì cũng có luôn, đủ hết. Đi, cái đâu. Theo theo cái này nữa.
Được, đi luôn cái gì đâu. Lâu quá ha, ngày nào cũng cho ăn vậy hả? Ừ, có mấy con lỡ mình nữa. Lỡ mình nó hết rồi đó ha, nó ăn rồi đó ha. Hồi hổ nó bị bệnh đó. Cũng nó muốn lạnh ha. Nó không dám nuôi vậy nữa. Nuôi lại gì? Rồi nuôi lại con chết hết, con bỏ đi luôn. Người ta nuôi được, còn nuôi được. Cá nó cũng ăn mà cám viên nó cũng ăn lắm, cũng ăn nó vậy. Cá nó ăn mà cũng hơn. Cám viên nó ăn hơi ấy hơn, hơi yếu hơn. Từ từ nhóc, từ từ nhóc. Trời ơi, đứa này. Vậy rồi mà nó tính nhiều. Ước ừ, nó 6.000. Qua.
ký hai ký có vậy. Hỏi ai ta? Họ tranh thủ chút này tối mệt lắm, trời nó xuống la lắm. Bây giờ mà trời nó xuống rồi ai mà sao mà đi về được? Không, để bấm 5 để 5 phút á. Xong rồi bọn em làm đường cho nó chạy xuống. Cảm nhanh lên á. Mặt trời để nó xuống. Rồi béo vô luôn. Béo vô, rồi đó.
cá bị chết lâu chưa con? Mới. Mới hả? Mới này cá bự mà. Wow, con cá bự vậy đó hả? Đó cho nó mấy bên đây. Quay gió nó đi. Chơi cá ăn đó. Ừ. Cá này mua kèm nước bao rồi cào rồi. Nhiều ký. Cái này 8.000 à. Tùy theo loại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.